Top cái nhãn hàng gây hoang mang cộng đồng mạng. Top 1, Maloka. Hoang mang vì sự chất lượng, công suất mạnh mẽ cũng như là thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Lò vi sóng MW40CB với thiết kế lắp đặt âm tủ sáng bóng sang trọng, lòng lò bằng thép không rỉ với dung tích 40 lít và công suất 1.500W, đặc biệt là không có đĩa quay, giúp tăng diện tích sử dụng và dễ vệ sinh trong lò. Cũng như mọi lò vi sóng khác thì MW40CB cũng có hai chức năng, đó là vi sóng và rã đông. Đối với chức năng vi sóng, chúng ta có thể cài đặt công suất từ 10 đến 100% tùy theo thực phẩm. Chúng ta có thể cài đặt thời gian từ 10 cho đến 40 phút và cài đặt sẵn 8 chức năng hâm. Các biểu tượng trên màn hình có ý nghĩa như sau: CWG tương ứng với nhiệt độ, công suất và trọng lượng, biểu tượng thời gian địa phương, biểu tượng thời gian bắt đầu, biểu tượng thời gian kết thúc. Ví dụ, để rã đông miếng thịt heo nặng 300g, bạn có thể chọn chức năng rã đông thịt với khối lượng là 300g. Miếng thịt sẽ được rã đông trong vòng 6 phút mà vẫn đảm bảo được độ tươi ngon. Với thiết kế sang trọng cùng những chức năng hiện đại, lò vi sóng âm tủ MW40CB sẽ là một trong những siêu phẩm cần có trong không gian bếp nhà bạn. Các dòng sản phẩm luôn có sẵn tại Homebed. Với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn mong muốn đồng hành giúp trải nghiệm sản phẩm của quý anh chị một cách tốt nhất, nên trung tâm Homebed Care chuyên bảo trì và sửa chữa ra đời giúp anh chị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Bạn đang muốn sở hữu các sản phẩm của Maloka nhưng vẫn phân vân không biết mua tại đâu thì hãy đến với ngay Homebed. Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành, uy tín hàng đầu, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những chất lượng sản phẩm tốt nhất.